cái câu chuyện này như thế nào. Tại câu hỏi đầu tiên, bệnh tật có phải là nguyên do tội lỗi không? Thì ai có câu trả lời hay nhất quý vị? Không ai. Chỉ có đấng tạo ra chúng ta mới có câu trả lời chính xác nhất. Tôi có thể tìm câu này để ráp với câu kia trong Kinh Thánh, đoạn này ráp với đoạn kia để có một câu trả lời. Nhưng mà thật sự không ai có một câu trả lời chính xác nhất. Có phải bệnh tật là nguyên do tội lỗi không? Dựa trên Kinh Thánh, nhiều phần nói về bệnh tật vì tội lỗi. Vậy làm sao chúng ta có thể phân biệt giữa tội lỗi khiến bệnh tật xảy ra hay là tại vì bệnh tật nó xảy ra? Trước hết chúng ta phải biết như thế này. Trong chúng ta có ai không có bệnh không? Thử hỏi, bây giờ trong chúng ta có ai không có bệnh không? Không bệnh ít cũng có nhiều phải không? Không ai mà không có bệnh hết trơn á. Chứng tỏ gì? Tất cả chúng ta đều có bệnh. Thật ra dẫu có đuôi què mù hay là nhức đầu, đau lưng, nóng lạnh vẫn là bệnh. Nhưng mà con người chúng ta lại phân tích ra hai phần. Bệnh mà đuôi mù què hay là bị cái điều đó là bị sự rủa xả. Rồi cái gì xù một cái hay là chỉ nhảy mũi chút xíu, nóng lạnh chút xíu là tại vì cái thời tiết thôi, chứ không phải sự rủa xả. Thành ra đó dựa trên điều gì mà chúng ta nói cái này là rủa xả, cái này là chỉ bệnh ra. Nhưng mà trong cái câu Kinh Thánh này Chúa nói cái người què, người mù đó không phải tự bị gì tội lỗi. Cái câu này rất là complicated, nó rất là khó để chúng ta hiểu được cái điểm chính trong đây. Cho nên điều đầu tiên chúng ta không thể phán đoán bệnh tật là sự rủa xả. Đó là đầu tiên, bởi vì chúng ta không có câu trả lời thiệt. Chính tôi cũng không có câu trả lời quý vị. Tại vì chúng ta thấy ở những cái nơi ở Việt Nam chúng ta, người bị mà cùi rất là đông, bệnh tật rất là đông. Rồi chúng ta thấy từ cái đó xuất phát ra đi ăn xin rất là nhiều ở Việt Nam chúng ta. Người cùi, người bị tật này nè, họ đi ăn xin. Thì chúng ta nếu mà nhìn trong Kinh Thánh nói bây giờ cái đó có phải là sự rủa xả không? Thì nếu mà chúng ta chỉ nhìn một cái quan điểm nó là rủa xả thì chúng ta đánh mất đi cái tình yêu thương đi. Nhưng mà trên câu 3 Chúa nói này, Đức Chúa Giêsu phán không phải vì anh này hay cha mẹ anh phạm tội, nhưng để công việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong anh ta. Sáng hôm nay tôi muốn chú tâm về một cái chủ đề, đó là mù và thấy. Mù và thấy. Mù được coi như là chứng bệnh trong xác thịt, phải không? Trong thể xác này xuất phát từ nhiều nguyên do khác nhau. Giống như tôi biết một số người mù bởi vì bị tiểu đường. Họ đường cao quá thì không thấy đường. Hay là vì lý do gì đó, có những cái chứng bệnh gì nó xảy ra cái này nó mới phát ra cái kia. Hay là bị tai nạn gì tự nhiên con mắt mình bị mù. Thì cái đó là cái nguyên do đó vì cái vấn đề gì? Thứ nhất, mỗi cái nguyên do nó khác nhau. Chúng ta thấy mỗi cái nguyên do khác nhau. Bây giờ câu hỏi là trong Ma-thi-ơ Chúa nói là mọi bệnh tật. Như vậy lời của nhà tiên tri Ê-sai, chính Ngài đã mang lấy bệnh tật của chúng ta và gánh lấy mọi bệnh hoạn của chúng ta đã được ứng nghiệm. Có nghĩa là dựa trên Kinh Thánh, Chúa đã lấy hết tất cả mọi bệnh tật chúng ta. Không phải là chỉ tội lỗi không. Chúa Giê-xu chết vì tội lỗi chúng ta và tất cả mọi bệnh tật. Nhưng mà câu hỏi là tại sao chúng ta vẫn còn bị bệnh? Tin Chúa và không tin Chúa vẫn còn mắc bệnh giống y nhau, không khác gì hết trơn, nhiều khi bệnh nặng hơn nữa. Vậy Chúa chết trên thập tự giá có chữa được bệnh tật chúng ta không? Chữa được, nhưng mà tại sao còn vẫn còn bệnh vậy? Hãy để ý khi cái câu chuyện này hoàn toàn không có tên tụi anh này là ai trơn. Cái người mà Chúa chữa, cái người mù này Chúa chữa, anh này không có tên, mà không biết bao nhiêu tuổi nữa, mà cha mẹ cũng không có tên tuổi luôn nữa. Nguyên cái đoạn chính này chúng ta đọc đi, không có tên tuổi. Thì chứng tỏ là gì? Cái trọng tâm không phải là vấn đề Chúa đang nói về cái sự mù, nhưng mà cái trọng tâm Chúa đang nói về vấn đề tâm linh của người đó.
Láng giềng và những người trước đây đã thấy anh ăn xin, nói rằng đây có phải là người vẫn ngồi ăn xin đó không? Người thì nói, đúng là anh ta. Kẻ lại bảo, không phải, nhưng là một người nào đó giống anh ta. Còn anh ta nói, chính tôi đây. Họ hỏi anh ta, thế thì làm sao mắt anh lại mở ra được? Trước hết chúng ta thấy, thường thường người mù họ bị bất hạnh, họ không có cơ hội, cho nên họ đi ăn xin. Thì khi mà họ ăn xin, sau đó họ được sáng, được Chúa chữa lành. Nếu mà một người từ ăn xin thì nó đã gọi là tiếng Anh gọi là rock bottom á, là đã tới đáy rồi, thì anh được chữa lành. Nếu mà trong trường hợp đó, chúng ta phải vui mừng cho anh đó phải không? Hồi xưa tôi thấy tội nghiệp anh đó, ảnh đi ăn xin, bây giờ ảnh thấy đường rồi, ít ra ảnh có mắt, ảnh mở được thì ảnh đi làm được, ảnh làm ra tiền được, thay vì làm một công chuyện nó quá tồi tệ của xã hội này. Thật sự ăn xin là cái chuyện nó quá tồi tệ, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Nhưng mà người ta không có cơ hội, không có cái đường nào thoát hết, cho nên họ đành phải ăn xin. Nhưng mà anh này thì sao? Mọi người thấy anh đó ăn xin, còn nhìn nói, ô phải này ăn xin, đúng, ăn xin, giờ hết rồi hả? Giờ mắt thấy rồi. Thì chúng ta qua câu tới, thì chúng ta thấy câu 11 đó đi. Anh đáp, một người tên là Jesus đã hòa bùn bôi vào mắt tôi và bảo tôi hãy đi đến hồ Siloe mà rửa. Vậy tôi đã đi, rửa và thấy được. Họ lại hỏi, ông ấy ở đâu? Anh đáp, tôi không biết. Họ dẫn người trước đây bị mù đến với những người Pharisee. Ngày Đức Chúa Giêsu hòa bùn và mở mắt cho người mù là ngày Sa-bát. Những người Pharisee lại hỏi anh được sáng mắt cách nào? Anh đáp, ông ấy bôi bùn vào mắt tôi rửa rồi thấy được. Vài người trong nhóm Pharisee nói, người này không phải đến từ Đức Chúa Trời vì không giữ ngày Sa-bát. Số khác thì nói, một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? Và giữa họ có sự chia rẽ. Vì vậy, họ lại hỏi người mù, còn anh nói gì về người đã làm cho anh sáng mắt? Anh đáp, ông ấy là một nhà tiên tri. Đúng vậy, khi mà họ thấy anh này người mù, Chúa chữa lành anh, thay vì vui cho anh đó, chúc mừng anh đó, nhưng mà lại hỏi, chữa ngày nào, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, sao? Ô, thứ bảy đó hả? Vậy cái này làm ngay ngày thứ bảy là ngày sa bát. Người đó phạm tội rồi, không được làm. Chúng ta thấy không? Cái vấn đề trọng tâm của cái điều này là gì? Đang tìm cái gì? Cái điều xấu, cái điều bi quan, cái điều gì mà có thể môi móc được để nhận chìm cái người đó. Chúng ta biết, khi một người từ một cái bệnh tật gì đó họ được lành đó, thì đôi khi chúng ta không có vui mừng với họ, chúng ta muốn nhận chìm họ. Bây giờ chúng ta nhìn thực tế trong thế gian này, có nhiều người họ được khá chút xíu thì chúng ta làm gì? Tìm người đó nói, này không biết làm gì gian, nên hồi đó giờ nó không ăn, làm ăn được gì hết trơn, sao giờ nó có tiền ngon lành vậy ha? Chúng ta đặt câu hỏi đó. Hay là chúng ta thấy người đó hồi đó bệnh tật vậy, cái giờ được chữa lành, nói ồ đó chắc giờ chắc nó ăn năn nè, chứ hồi đó nó tội lỗi quá à, giờ chắc nó hết tội rồi cho nên nó được lành á. Cái sự suy nghĩ của chúng ta một cách bi quan. Hay là cái người đó hồi đó giờ nó có gì vậy đó, cho nên giờ nó chắc được đỡ rồi đó. Một cái bối cảnh chúng ta nhìn thấy, khi mà chúng ta có những cái điều gì xảy ra, chúng ta nhìn cái gì? Cái xấu trước khi chúng ta nhìn cái tốt, phải không? Nhưng mà thay vì đó chúng ta nhìn cái tốt, thay vì chúng ta nhìn cái gì? Cái xấu đi. Qua một điều nữa tôi nhận biết như thế này. Trong cái khi mà họ biết được anh này, thì họ tìm cha mẹ anh để make sure là anh này là từ nhỏ tới lớn anh bị bệnh tật. Nhưng mà hồi trước giờ anh bị bệnh, anh làm ăn xin, đâu có ai giúp anh, dẫn anh về nhà gia đình. Tại nhiều khi anh mù, anh không biết đường đi, cái anh đi ăn xin, ăn xin cái đi mò mò đi cách cả chục
Thí dụ ở Ganro đi tuốt Anaheim mà đi thành phố nào mất biệt, cha mẹ tìm không ra. Hồi xưa giờ anh nó bị mị mù á, đâu ai giúp anh dẫn anh về nhà cha mẹ anh đâu. Mà bây giờ á, khi anh được sáng rồi á, thì ráng kiếm anh á, dẫn anh về cha mẹ để check hỏi con ông à, phải đó nó mù lúc sanh ra. Thay vì hồi xưa giờ chúng ta bỏ công để giúp anh nó dẫn về nhà cha mẹ để giúp đỡ, còn bây giờ anh thấy đường rồi giúp còn gì nữa. Bây giờ tìm anh đó dẫn về hỏi về phai lại, bỏ công. Chúng ta ăn vậy, nhiều khi chúng ta bỏ công những điều vô ích. Ai tin Chúa rồi đó, chúng ta bỏ công làm cái gì? Bỏ công làm những điều để cho người đó mất đức tin. Hồi xưa giờ cái người đó chưa tin Chúa, tại sao không kiếm người đó đi để làm chứng đi, để người đó tin Chúa rồi, để tìm người đó để làm cho người đó mất đức tin. Bỏ công bỏ sức để là tìm người đó mất đức tin. Tại vì những cái lời ra tiếng vô làm người đó mất đức tin đi. Công sức hồi, thay vì công sức chúng ta đi tìm một người khác chưa tin Chúa, cũng trong cái bối cảnh này, công sức hồi xưa giờ anh đó bị mù, tại sao không dẫn anh về cha mẹ anh để cha mẹ anh lo lắng cho anh. Người mù phải đành đi đi ăn xin ngoài kia mà không giúp đỡ anh. Đến khi anh mở mắt rồi thì mới gì? Kiếm anh nó về để hạch hỏi cha mẹ anh để coi có ông không. Chúng ta thấy hai cái bối cảnh chúng ta đi song đôi với nhau. Con người chúng ta đôi khi chúng ta làm những chuyện không nên làm. Bây giờ qua một cái nhân vật nữa, chúng ta thấy người cha mẹ đó đã dẫn về tới nhà rồi, thì hai mấy người hỏi ông có biết ai chữa con không, bà có biết ai chữa con bà không, thì hai người đó không dám nói. Tại vì sao biết không? Sợ. Hồi thời Chúa Giêsu, nếu mà ai mà dính líu với Chúa Giêsu thì đuổi ra khỏi đền thờ, không được thờ phượng nữa. Thời nay thì nó khác phải không? Có đuổi nhà thờ này thì đi nhà thờ kia. Còn mấy tôi ở nhà luôn. Hồi thời đó đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo họ cầm quyền cả hành chánh, tài chánh, kinh tế, tất cả trên phương nhiều phương diện. Cho nên họ sợ. Bây giờ hội thánh chỉ gì? Chỉ điều hành trên tâm linh thôi. Thành ra con người nhiều khi họ khinh thường hội thánh, nói hội thánh đâu cần đâu. Nên nhớ rằng hội thánh ban đầu với hội thánh bây giờ vẫn như nhau, Chúa thành lập, không khác. Nhưng mà con người khi mà bị gì? Bị cầm quyền trên tài chánh, bị cầm quyền trên hành chánh thì họ sợ. Nhưng mà trên thuộc linh họ không sợ. Chúng ta thấy mâu thuẫn của con người không? Bây giờ nhiều người khinh thường hội thánh, còn hồi xưa nói đến đền thờ của Đức Chúa Trời họ rất là sợ, sợ bị đuổi ra, cho nên họ không dám nói. Họ không dám nói ai. Tôi không dính líu ông Giêsu đó, ông, dẫu ông đó có chữa lành con tôi cũng dính líu ông nè. Bản chất của con người chúng ta nó có hai cái thái cực. Mà chúng ta thay vì một cái phương diện nhìn người mù được sáng thì chúng ta hãy vui với người đó. Một người về với Chúa, một người tin nhận Chúa, một người ăn năn với Chúa thì chúng ta hãy vui với người đó, thay vì chúng ta tìm mọi cách để làm cho người đó nản lòng, nản trí, không muốn tin Chúa nữa. Kết luận sau này cho chúng ta thấy điều khiến tôi suy nghĩ rất là nhiều. Khi mà cha mẹ anh cũng không chấp nhận là ai là người chữa lành, chúng ta cũng vậy. Đôi khi có những người họ bất hạnh, họ sống cuộc đời rất là bất hạnh, họ bị nhiều bệnh tật trên thế gian này. Chúng ta khi mà trước khi mà tôi bước vô chức vụ á, thì tôi không có nhìn thấy được. Khi mà tôi bước vô chức vụ, tôi thấy không biết làm sao để có thể giải quyết được vấn đề của thế gian này.
cái đó nhiều khi tôi đặt một cái gánh nặng rất là nhiều. Tôi thấy nhiều người có những bệnh tật mà tôi không thể làm được gì hết trơn. Tôi nói cái này không thể, con có thể cầu nguyện như thế nào chú ơi? Tại nhiều khi mình ráng cố gắng trong sức mình cầu nguyện để được người đó lành. Nhưng mà khi Chúa cho tôi một cái khải thị trong sách Giăng này, thì tôi mới nhìn được cái chủ yếu, cái trọng tâm của cái đoạn chính này là Chúa muốn mở mắt tâm linh của con người, chứ không phải giải quyết về vấn đề thể xác. Giải quyết vấn đề thể xác nó không phải là một cái vấn đề lớn trong cuộc sống, nhưng nhà giải quyết tâm linh là một cái vấn đề rất là lớn. Một người mù quáng đôi khi họ không thấy họ mù, nhưng mà lại họ mù. Còn một người mù lại thấy. Cái người Pharisee họ mắt thấy nhưng mà họ không nhìn thấy được Chúa Giêsu. Người mù có mắt mà họ tìm được Chúa Giêsu chứng tỏ là người đó thấy. Amen. Còn cái người kia không thấy. Amen. Cái quan trọng không phải là cái bệnh tật trong thế gian này, cái quan trọng không phải bị bao nhiêu nói là rủa xả, không phải. Cái điều là chúng ta thấy hay là không thấy thôi. Hãy nhớ rằng trong cái bệnh tật của chúng ta nó không phải là vấn đề lớn quý vị. Cái bệnh tật của chúng ta bởi vì chúng ta không thấy. Nếu mà chúng ta thấy được cái bệnh tâm linh của chúng ta thì chúng ta mới thấy, nhìn thấy được. Ông người mù này họ đã tìm được Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu chữa lành một cách vô thường. Thật sự mà nói, Chúa dùng nước miếng lấy bùn trát mắt. Chúng ta có sẵn sàng làm điều đó không? Nghe đó đó, thí dụ có những cái điều mà Chúa kêu chúng ta hãy về đọc bao nhiêu đoạn kinh thánh, giống như tôi nói quý vị về đọc Phục Truyền Lời Ký đoạn 28 nói. Ôi chuyện đó mục sư nói, cầu đọc chuyện đó từ từ để chừng nào tôi rảnh tôi đọc. Từ từ tôi có thời gian rồi tôi đọc, giờ bận quá. Chúa Giêsu cũng vậy, Chúa nói là lại đây con. Phun miếng đất lấy bùn lên trát vô mắt. Ồ chưa xong nữa. Thì lại tốt cái hồn kia Siloe rửa đi. Cái chuyện nó chúng ta nói gì kỳ cục phải không? Không giống ai hết á. Cái người mù mà có sự vâng lời. Amen. Nếu người mù đó Chúa lấy bùn Chúa trát lên mắt rồi á, mà đứng đó thì vẫn còn mù. Nhưng mà còn một điều nữa là đến cái hồ Siloe có nghĩa là gì? Ra đi, vâng lời để đi ra đó đi. Chúng ta có vâng lời không? Chúa mở mắt thuộc linh chúng ta rồi. Chúa nói đi nhà thờ, thờ phượng Chúa, học kinh thánh đi, đi ra đó đó. Tại vì Chúa mở mắt chúng ta rồi mà chúng ta không chịu đi ra. Chỉ Siloa đó là đi ra. Go, go and go. Amen. Chứ không phải nằm nhà. Chúng ta hiểu không? Không phải tôi là mục sư tôi kêu quý vị đi nhà thờ đó đông đâu. Tôi kêu này là cho quý vị thôi. Thật sự tôi đã mạnh mẽ rồi. Nhưng mà chính quý vị cần phải get out of your house, đi ra khỏi căn nhà chúng ta để gì được mắt sáng hơn. Ở nhà thì vẫn mù thì mù thôi. Người mù này đã vâng lời mà ông đã đi tới cái hồ Siloa để được thấy. Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã phán với Môi-se, nhưng về người này thì chúng ta không biết từ đâu đến. Người mù trả lời, người đã mở mắt cho tôi mà các ông không biết từ đâu đến thì quả là một việc lạ. Chúng ta biết Đức Chúa Trời không nghe những kẻ có tội, nhưng nếu ai kính sợ Ngài và làm theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe người ấy. Từ xưa đến giờ, chưa hề nghe nói có ai mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu người này không đến từ Đức Chúa Trời thì không thể làm được gì cả. Họ trả lời, cả con người của mày vốn sinh ra trong tội lỗi mà còn muốn dạy chúng ta sao? Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài. Chúng ta thấy chính người Pharisee, những người Do Thái giáo, họ biết chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới làm cho họ sáng thôi. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới cho người mù được sáng thôi. Họ đã nhận biết điều đó mà họ không làm. Chúng ta cũng biết lời Chúa làm cho con được sống lại, biết mà không làm. Biết là đi thờ phượng Chúa để mạnh mẽ, biết
Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng có gì? Những cái suy nghĩ lưỡng lự trong cuộc sống. Người Do Thái giáo, người Pharisee, họ giữ luật lệ rất là kỹ lưỡng. Họ biết chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới làm được điều đó. Từ trước đến nay chưa ai làm người mù được sáng hết, chỉ có mình Chúa Giêsu thôi. Mà bây giờ được bày tỏ qua Chúa Giêsu, họ đã verify, họ tìm tới cha mẹ người đó, họ hỏi han người đó. Tôi biết làm đủ thứ investigation, họ gọi FBI tới luôn để biết người đó, make sure làm đó hồi đó làm đó là mù hơn giờ từ sáng. Chúng ta thấy không? Họ biết không ai ngoài Đức Chúa Trời làm được đó. Thì Chúa Giêsu đã bày tỏ. Thành ra Chúa Giêsu thật sự cái câu đầu tiên gì? Người mù này không phải bị tội lỗi, nhưng mà gì? Ta muốn làm điều này để tỏ công việc của ta. Chúa muốn chúng ta là một cái đời sống được bày tỏ công việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta là người mù thì chúng ta không thể bày tỏ công việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói tôi đã được mạnh mẽ, tôi không còn mù quáng, tôi biết Chúa. Nhưng mà đời sống của chúng ta sống như một người mù quáng. Tôi nói cái này tôi khựng lại chút xíu. Chính tôi và quý vị luôn nha, không miễn trừ ai nha. Quý vị có làm vấp ngã một người nào chưa? Vấp phạm ai chưa? Chắc chắn phải không? Chắc chắn mỗi người chúng ta không vấp phạm một điều này cũng vấp phạm người kia. Chúng ta làm đủ điều để vấp phạm người khác. Thì đó chính chúng ta là người mù. Chúng ta là mù. Nhưng mà cái người mà được thấy là người đó chỉ biết một điều thôi: con tin Ngài. Amen. Con biết Ngài thì con làm chứng con nè. Từ xưa giờ con mù, bây giờ con được sáng. Chúa Giêsu thấy anh này bị đuổi ra khỏi những người đó thì Chúa Giêsu mới hỏi. Đôi khi chúng ta sống một đời sống, chúng ta cảm thấy nó cách biệt một người nào đó bởi vì chúng ta đã bị mù quáng. Có những đời sống như thế này. Tại sao có những người chúng ta sống với nhau mình thoải mái, mình dễ chia sẻ với nhau, mà có những người mình gần người đó mình không dám chia sẻ với nhau? Phải không? Chúng ta cảm nhận được đó không? Bởi vì sao phải không? Một người mù người người thấy. Nếu hai người mà chấp nhận giống như nhau, mù như nhau mà chịu được mở mắt sáng như nhau thì hai người đó mới kết hợp được. Chúng ta cũng vậy. Có những điều lần đi chơi đi đâu mà tôi thường thường nói quý vị cứ tự nhiên. Có mấy lần mà đi lên núi cầu nguyện Kiến An á, nhiều người ngại lắm, tại giấu giấu lén lén ăn chung thôi, ai nấy thấy tôi. Chúng ta mù cho nên chúng ta sợ con người. Cho nên tôi mới nói rằng á, giữa tôi với quý vị không khác nhau. Yes. Nếu mà quý vị blend in với tôi, ở gần tôi, quý vị sẽ biết tôi không có bắt phạt ai, tôi không có đoán xét quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì tôi biết quý vị sẽ không đoán xét tôi, cho nên tôi mới không đoán xét quý vị. Thì mình sống như vậy nó dễ hơn. Nếu tâm linh chúng ta mà mù á thì chúng ta sẽ có gì? Kiêu ngạo, pride, không khen người khác, luôn luôn đoán phạt người khác, người không bao giờ có hy vọng, và người đó luôn luôn thấy cái tội lỗi của người khác và trở nên hờn quán, giận dỗi. Nhưng mà khi một người được Chúa mở mắt sáng lên rồi đó, bên huyến trắng này, thì người đó là người nhu mì, người đó đúng là cũng yêu thương người khác,
Người đó lúc nào cũng tha thứ người khác, người đó lúc nào đem hy vọng cho người khác, và người đó lúc nào cũng luôn luôn có cái cảm giác muốn là muốn ăn năn, muốn thay đổi cuộc đời mình. Và cuối cùng người đó thay vì sự nóng giận thì có tình yêu thương. Amen. Nếu chúng ta dựa trên 7 điều. Bây giờ chúng ta bên màu vàng hay bên màu trắng? Trắng, màu trắng. Thiệt không? Bây giờ tự mình đừng dối lòng. Nếu mà mình đang màu vàng mà nói màu trắng là mình cũng đang mù. Colorblind. Nếu mà thật sự Chúa mở mắt chúng ta giống như người mù này. Nguyên đoạn này không nói về bệnh tật quý vị. Chúa chỉ được chú trọng vào một trọng tâm, đó là tâm linh của chúng ta có mở chưa, con mắt thuộc linh của chúng ta có mở chưa. Nếu con mắt thuộc linh chúng ta mà có mở thì chúng ta có những điều bên màu trắng này, chúng ta có những cái điều này chưa. Còn nếu mà chúng ta vấp phạm những cái điều bên màu vàng đó thì tự nói con đang mù, xin Chúa lấy bùn như nước miếng của Ngài mở mắt con, rồi con sẵn sàng đi tới đó con rửa mắt con. Mong rằng sau hôm nay nhắc nhở chính tôi và quý vị, chúng ta là những người được sáng, chúng ta sống như một người sáng láng, chúng ta quên những sự cũ, chúng ta không nhắc sự cũ, chúng ta đi theo cái điều mới, đó là sự hy vọng của chúng ta cuộc đời này. Mình xin Chúa giúp chúng ta sau hôm nay, trong danh của Chúa Giêsu.